hồi tối hai cậu cháu mình đi gom góp nè, bây giờ đem lại mình có cái gì mình hùng vô luôn. Rồi sao hái đâu viên nhánh ớt mà trên cháy nó đỏ hỏng cả vậy sao? Ớt nhà mình. Ớt nhà mà hái nguyên nhánh vậy hả? Kệ đi. Chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Đúng Một Bình. Thì như ông Sáu giới thiệu với mọi người lúc nãy đó. Hồi tối là thành quả con cháu đi cắm câu được mấy con các bạn. Thì bữa nay chạy qua nhà anh hai cái nấu bữa cơm chiều. Tại vì hôm qua là anh hai bận công việc gì đó cho nên là chiều đi vắng, mình không có đủ anh hai đi cắm câu các bạn. Nở cùng Sáu chơi hái nguyên nhánh ớt nè mọi người. Trời mẹ ơi quá trời luôn, ớt trong đã. Hôm nay thì có mớ rau với lại cái này là đặc trưng nè các bạn. Đặc trưng ở miền Tây, mấy con hến các bạn. Ngoài kia thì anh hai đã nấu xong nồi cơm rồi. Giờ chạy ra đây coi kiếm nấm chè các bạn. Đâu có. Không sao. Để gì luôn hả? Hả? Thì gấp sao để cho nó gọn, gấp bỏ đại đó mà. Phía của nó đề vậy luôn chứ nó không úp lại hả? Cánh đồng phá luôn chứ. Mấy con cá phi, mấy con cá phi đã. Ủa mấy con cá phi bằng thịt chưa? Làm hai con cá phi với con cá rô nè. Vậy đó hả? Vậy là hôm đặng bổng ha. Cũng được á, người ta nói nước gọng cắm không có nhưng mà cũng được không sao. Đã lâu lắm rồi, chưa được ăn cá lóc nướng trui các bạn. Mà cá lóc này là con cá lóc đồng nha. Hai con, được con bự, con nhỏ các bạn. Gút mà tưởng đâu không dính rồi ai về đâu cũng đỡ đỡ. Các bạn thấy cái khu cánh đồng bên đây nhìn mát mắt không mọi người? Trông rất là thích luôn. Mình thì mình thích ngắm cánh đồng lúa hơn cánh đồng cam. Ông Sáu thì cũng dự định năm tới cũng đốn cái dừa trồng cam luôn rồi mọi người. Rồi ông trồng ông Sáu luôn. Cái kiểu đã trồng ông Sáu luôn chứ. Nói đùa với mọi người thôi, bây giờ dừa ông cháu đang đường dừa ông Sáu đang cho trái để thu hoạch rồi. Tạm thời trong thời gian này chưa có dừa sáp. Có một số bạn hỏi thăm dừa sáp thì dừa sáp chưa có các bạn. Anh hai sẽ đắp lên, đắp chăn cho nó các bạn, xong châm lửa lên. Anh hai thì ra bên kia nướng cá lóc, còn bên đây thì ông Sáu sẽ đốt than để nướng mấy con cá trê các bạn. Tại vì cá trê không ai mà nướng cá trê nướng trui được đâu mọi người, ăn không có được, nó không có chín đâu nha các bạn. Ôi, dặn cháy luôn mọi người. Thì được. Thấy không? Dặn cháy luôn nè. Cho nó thêm một chặng nữa. Đã lâu lắm rồi không ăn cá lóc nướng trui các bạn. Nhìn ông Sáu từ góc này, ông Sáu đẹp trai dữ các bạn. Đừng nghe khen nghe. Khen nghe khổ á. Khen là khổ à? Dạ. Người ta không biết tưởng đâu đẹp thiệt á. Chứ đẹp thiệt mà, ông Sáu đẹp lão mà mọi người. 5 giờ, ông Sáu ơi. Ông Sáu mát. Mình đang ngồi ngoài sân này cho thấy cánh đồng lúa. Giờ này là nắng dịu rồi các bạn. Ngồi mình tắm nắng được rồi đó. Đây, ông Sáu sẽ lấy con nhỏ này trước. Con nhỏ hên xui á, chín rồi đó. Rồi thổi phì phì kìa. Sẽ bỏ lên đây nướng nha. Đó. Được không? Chín rồi anh hai. Chín rồi. Cái này phải quét lúc còn nóng đấy, hồi lên nó ra nước các bạn. Ồ, đã chưa mọi người. Không sao. Trời ơi, đúng bài ở đây nè, coi nó đã con mắt quá trời nè. Cái cạo nó nhìn đẹp ha anh hai. Cạo nó nhìn trắng bóc nè các bạn. Không sao. Đúng rồi. Ăn cái trò rồi đi cho nó có canxi. Đó, đẹp rồi, okay. Đồng người bái rồi. Rồi, đây con đó nè các bạn. Có cái bếp ga nhỏ nhỏ mini này cũng tiện các bạn. Cái bếp bên kia mình bận rồi, mình xử lý cái này cho nhanh. Tiện gọn, nên rút thời gian. Đây, nước mắm chua. Mắm
lóc trong cá lóc. Cái này các bạn mua về thì các bạn phải rửa lại cho nó kỹ nha, rửa lại cho nó sạch. Bây giờ mình cắt cái ớt này ra mới ấy để không chạy ra thăm cái dĩa cá bên này. Không nhận cái kiểu này trong nó đã thiệt. Cái dĩa cá trong đã con mắt chưa mọi người. Còn đổ nước. Rồi. À, đổ mấy con hến vô các bạn. Quá trời không hến luôn, nửa nồi hến luôn các bạn. Kệ nó lâu ăn là nó lâu, có dịp ăn hến ăn cho nó đã. Này chắc ngon miệng dữ ạ. Bữa cơm chiều bữa nay thì Út là mình lại một nêm à. Cho anh chút cà no. Cái muỗng nó ướt rồi. Được rồi. Ngày bữa con mua mấy muỗng nhỏ nhỏ đem vô. Hái mới đem đi rửa coi. Sai quá trời vậy ta. Rap. A ầm. Ngồi cho nó được không? Được. Cái giá một cành ra ông ơi. Các bạn coi nó sôi lên thấy toàn là hến không kìa. Này thị hến. Em mượn xíu anh hai. Khẻ này thì dễ thôi các bạn. Nó mình nấu mình nêm nếm nước rồi xong xuôi cái mình cắt vô là xong. Nhìn đồng bà đẻ ăn có sữa. Đàn ông ăn đẻ, đàn ông đẻ ăn cũng có sữa luôn. Sữa gì? Sữa đậu nành không cháu? Ăn vô có sữa đậu nành. Ồ, dừa luôn. Chưa lần xong à. Đúng ra anh hai cũng có kinh nghiệm nấu canh canh này dữ mọi người. Nói chừng buông cái khỏi ăn luôn. Anh hai bưng được cơm, sáu bưng được canh, Út được bình bưng chén nước mắm các bạn. À, cậu cháu sẽ dọn ra cái khu bên đây nha. Cuộc sống ruộng đồng. Anh hai ruộng, sáu cô đơn. Út lục bèo. Dọn ra đóng gom khu bên đây ăn cho nó mát. Với lại nó bớt nắng các bạn. À, một nồi cơm của anh hai trông đã cho mọi người. Lành luôn rồi đó. Tăng. Vậy là vừa tới bữa cơm chiều các bạn. Ông Sáu xe cái gì mà xe dữ vậy ông Sáu? Xe lá. Lá ghiền. Hey, xong rồi các bạn, bây giờ thì hai bác nông dân chúng ta đã ổn định chỗ ngồi rồi. Hai giới thiệu sơ cho các bạn xem, đây là mấy con cái chê nướng trên dĩa nha. Đây là cá lóc nướng trui. Và đây là canh hến. Cái này là anh hai nêm nếm nha. Sao bơi cơm nghe mọi người. Ok. Chia cơm nữa chắc con đông quá. Anh em có chỗ có chồng à. Chắc con đông quá mà con ở nhà người ta đó mọi người ơi à. Thì video của Út Lục Bình là những video rung động như thế này. Nếu các bạn có thương mến hai bác nông dân và Út Lục Bình thì nhớ tặng một lượt like và một lượt chia sẻ nha. Để kênh vươn xa hơn các bạn. Hôm nay toàn là những cái món ăn đặc trưng ở miền Tây. Món ăn rụng đồng thôi. Rồi bắt đầu, cậu cháu mời mọi người đi. Cái nhà lá vườn mọi người ơi, mời mọi người ăn cơm chiều. Cái vườn lá nhà. Mời Út Bình ăn cơm chiều luôn. Trời ơi, Út Lục Bình. Nó cầm cái máy rồi mọi người ơi. Thôi mời cái món ông Sáu với Út hôm thành quả. Thì cắm câu. Thành quả cắm câu. Ăn thêm hai cái coi nó ngon thế nào. Chiều hôm qua thì anh hai bận công việc đi đâu đó cho nên là không có tham gia đi cắm câu được các bạn. Đó, mời mọi người nè. Cái chê ăn cái thành quả chấm vô miếng. Đâu, mời mọi người ha. Mời mọi người ăn miếng cho nó ngon miệng nè. Anh hai cắn một cái thấy là phê liền. Rất là phê, rất là phê. Ông Sáu ơi, ông Sáu ăn cái miệng chúm chím rồi mọi người. Mai đi cắm nữa Út Bình. Thôi mai là hết cá rồi Út Sáu ơi. Hai Út Lục Bình chưa ăn cơm được thì Út Lục Bình rứt một miếng Út Bình chấm nước mắm nha mọi người. Chấm vô đây các bạn. Đồ 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 ăn miếng canh hến hẹ coi. Nè hến hẹ. Ăn xong mới mời các bạn mời mọi người nha. Bữa cơm chiều đồng ruộng. lâu ta ăn một lần canh hến nấu lá hẹ ăn cho nó lạ miệng. Xà lách lúc này rẻ à? Dạ bán rau mình tới người ta cho xà lách nhiều chứ. Cho nhường để thừa. Mình mua rau lộn xộn anh hai, người ta cho xà lách nhiều hơn chắc là xà lách rẻ. Rẻ tại vì xà lách nó dễ cầm hơn mấy rau kia. Này rau nó có mười mấy hai chục ngày có ăn. Cái rau thơm có giá 30-40 ngàn.
nãy lên kia nó cho lá sầu đâu á, phải biết nãy đem về gói ăn đá. Sầu đâu ăn cái tiểu thôi. Hôm bữa lúc trước nó làm với anh Lanh với anh Danh ăn lần, trời ơi nó đắng không Sáu ơi. Rồi con không anh quen. Hai có anh Hai nó thích lá sầu đâu à? Con không quen, ông Sáu ăn lá sầu đâu chấm kho ăn luôn. Thôi phải bớt gọi luôn. Ăn vài lần biết quen hay sao chứ. Tại vì tới tuổi này mấy người già sao người ta thích đắng à. Nó nấu canh lành canh ăn. Canh ăn hình như nấu ở ngoài đồng rồi hả anh Hai? Có nấu một lần rồi đó rồi, quá trời ngon. Nhưng mà cái lá đó đâu có đắng bằng cái lá sầu đâu đâu ông Sáu. Canh hả? Trời, nó đắng nhức đầu luôn á. Lá sầu đâu nó không còn bóp gỏi con cái gì, bóp gỏi cái chê. Sầu đâu nó đắng có vị ngọt, còn lành canh này nó đắng đắng hơn giống như xiên tâm liên á, biết xiên tâm liên không? Không, chứ quá rồi đó nghe. Cái muỗng đâu rồi đây? Bởi đắng này đừng con trồng rau chi đi mua ăn đi chứ. Rồi 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 rồi. Nó bán rẻ, nó bán hết. Thế chè luôn á. Hồi như hôm dịch bệnh người ta ở nhà không đó, nên ai cũng có thời gian ảnh để trồng. Ở đâu, cái tháng Tết này ai người ta nữa xuống đi chợ. Tháng khô nữa nó dễ trồng. Người ta đi chợ ta mua bịch bịch về ta trồng ngã đang Tết á. Cái năng Tết nó bán. Thế rồi chợ. Mới mốt cũng trồng là cũng mới mua qua. Anh Hai mua xà lách nữa hả? Mua xà lách, xà xanh. Mua hộp bỏ 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 nhóc luôn. Vậy mơ anh Hai cũng được chích luôn rồi trời. Xuống rồi. Bình không chích được. Không, con đâu chưa chích. Đây nè. Xương không cháu ơi. Phải lựa lựa ra. Thịt nó dai dai nè các bạn. Cái phần da nó dai dai nè. Bữa này ngon. Chấm vô cá nướng chấm nướng mắm chua. Thơm á. Tính cũng ngon. Cũng sao có hai chén. Hến này khá là nhiều đó. Một bịch hến nhưng nấu canh chua cũng được. Ủa lộn, nấu canh như thế này cũng được nhiều á mọi người. Canh hến đã không? Thơm, cá lóc nướng này thơm các bạn. Cảo vậy là ăn gió thơm. Con cháu ăn giống con thỏ. Chắc đi cao đầu thay con thỏ quá. Được không? Mọi người có thời gian nấu lại cái món này ăn đi các mọi người. Nó ngọt nước lắm, nó ngọt, ăn ngon lắm, nó thơm. Anh Hai bữa nay có đi sạc bình nữa phải không? Bữa nay có chạy mấy cái này không? Sư mình đốt đốt chết hết luôn. Hết rồi. Ôm nước cạn mà chạy mắc không được hả? Được về con không? Con nào. Thì video hôm nay lại là một ngày tiếp tục ngồi lại và chia sẻ với mọi người những cái món ăn ruộng đồng, đạm bạc đồng quê. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Giờ thì cũng còn gì, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho anh em cậu cháu nha. Giờ thì bye bye. Bye bye.